Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục Trích Lục, Quán Thế Âm Bồ Tát có duyên với thế giới này của chúng ta nhất, cũng nên niệm kèm thêm, chỉ cần chí thành cung kính, nhất định hệ có cảm liền thông. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu, thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau. Hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Một đệ tử là Tào Vận Bằng, làm huyện trưởng huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người. Bè đảng của hắn mưu tính báo cù. Trong tháng 11, ông ta trở về Thượng Hải. Đến ngày 13 tháng Chạp, 10 gã đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi. Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với quan. Thấy tình thế ấy, chí tâm niệm Quán Âm. Bọn giặc lục soát rương ráp tìm được một xấp tiền 2.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời, bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà, thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do, chúng nói để báo cừu. Hỏi do chuyện gì, họ nói báo cừu cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông Tào vì sao phải tử hình, ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói, đấy là do mệnh lệnh của cấp trên, chứ không phải Tào Mổ tự giết. Bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi, các ông có nhận được mặt Tào Mổ không? Chúng bảo, nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột, bảo mọi người, chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới, rồi bỏ đi. Tào Vãn Bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu, hỏi chúng có nhận được mặt hay không, mà chúng trọn chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai, rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Vãn Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng, bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến. Đưa cả nhà sang Thanh Đảo, thứ cảm ứng này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra. Năm Dân Quốc 19 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu, tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cảnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bán giấy hợp pháp. Theo một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y, quan bảo anh ta hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm. Chàng trai 24 tuổi béo phục vịt ấy liền chịu nghe theo. Tháng Chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo, bọn cướp lục soát trên bon xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục vịt, lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp trọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật quan gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân phát cuồng, cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Quán Âm, oán quỷ bỏ đi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, thư thứ tư. Năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Trinh nhà Minh, tại Đồ huyện Quan Vu có một người bại liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân,
ăn xin ở chợ, thường bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bệnh nhưng tánh tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở am Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lể nỗi niềm khất thực gian nan. Thầy Thủy Cốc nói, nếu ông có thể phát tâm xuất gia, nương theo đại lực từ bi, thì có thể có người thí cho. Người liệt thuận theo bèn xuống tóc, thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mà vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc lại dạy niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì chú chuẩn đề, thọ trì hơn 2 năm. Vào mùa thu năm Mậu Tý 1648, chợt mộng thấy một bà lão kêu: "Ngươi đứng lên, đứng lên." Người liệt nói: "Tôi là người liệt, sao đứng lên được?" Bà lão dùng tay chỉ vào 2 chân, cảm thấy chân thẳng ra, không co quắp nữa, sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành ông tăng hiên ngang lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Nhai, liền có người cúng dường. Chuyện này trích từ sách Kỷ Cầu của ông Đường Nghi Chi. Quán Âm đại sĩ chuyên lấy việc tầm thinh cứu khổ làm sự nghiệp. Từ xưa đến nay, người được cảm ứng lìa khổ não nào chỉ phải 10.000 vạn ức. Những gì được chép trong truyện tích chỉ là đại lược thấy 1-2 kẻ trong ức vạn người mà thôi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên Quyển 1, lá thư số 57, thư hỏi thăm bệnh Pháp Sư Đế Nhàn. Những loài thú dữ, rắn độc, châu chấu đều do tâm con người hung ác mà chúng gây tổn thương cho con người. Nếu hướng về chúng nó niệm Phật và dạy hết thảy mọi người ai nấy đều niệm Phật thì chúng nó sẽ tự bỏ đi. Há nào phải là giết chúng mà có thể trừ hại cho dân hay sao? Đấy chính là dẫn dắt người khác tạo nghiệp, đời đời kiếp kiếp phải chịu sát báo. Ông học Phật kiên giết mà thốt ra lời lẽ đáng ghét nhất ấy, nếu chẳng sám hối ắt sẽ bị trời quở nạn châu chấu. Ông Long Tử Tu làm tri huyện một huyện nọ tại Giang Bắc, dân chúng do bị nạn châu chấu bèn mời quan đi xét nghiệm. Tới một chỗ lấy chân dậm xuống, hơi bị lúng chân, hỏi châu chấu ở chỗ nào. Dân chúng thưa, nó ở ngay dưới chân, có chỗ châu chấu đầu dày mấy tấc, rộng mấy dặm, dài 10 mấy dặm vẫn chưa mọc cánh, hễ mọc cánh liền bay lên che rợp cả mặt trời. Ông hết sức kinh hãi, chẳng dám nói một câu nào, bèn lạy trời đất xin cứu mạng cho dân. Chưa đầy 2-3 tiếng đồng hồ, đột nhiên trời nổi sấm mưa to, châu chấu bị mưa diệt sạch. Đấy chính là chuyện đại cảm ứng, do không thể làm cách nào, bèn cầu trời diệt châu chấu vậy. Nếu ông ra lệnh đốt hay chôn vùi để giết châu chấu thì thử hỏi có được mạnh mẽ như vậy hay không? Nạn giết ruồi. Một đứa bé gái mua một cái đập ruồi, hễ thấy ruồi bèn đập. Chưa được bao lâu cả nhà đều bị ruồi bò đầy. Bà nội bèn mở toang cửa ra vào cửa sổ, niệm Phật cầu ruồi bỏ đi. Ruồi bèn bỏ đi hết, do đứa bé gái ấy còn có thiện căn, bởi chuyện ấy bèn dứt sát nghiệp. Nếu không ngày ngày sát sanh, chính mình cũng bị yểu thọ theo. Cũng đừng học theo Tôn Thúc Ngao, thử hỏi ai có được lòng tốt ấy. Không có tấm lòng tốt ấy sẽ tự tạo sát nghiệp, dạy hết thảy mọi người tạo sát nghiệp. Hơn nữa rắn hai đầu là con vật lạ hiếm thấy, cho nên Thúc Ngao giết đi rồi chôn. Mãnh thú rắn độc châu chấu không phải là những con vật cứ giết đi là có thể ngăn ngừa được. Mọi người chỉ nên cùng phát tâm từ thiện, cùng niệm Phật hiệu, ắt chúng sẽ lánh xa. Trong phẩm Phổ Môn đã dạy, nếu ác thú vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bỏ chạy không tâm tích. Rắn độc cùng bò cạp phun độc như lửa khói, do sức niệm Quán Âm, nghe tiếng tự rút lui vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 126, thư trả lời cư sĩ Chương Dị Thuyên, thư thứ 3. Phàm làm công đức vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm trọng,
bất tất phải đổi thành niệm kinh Địa Tạng. Một pháp niệm Phật được ích lợi dễ dàng nhất, do kinh văn ít nên dễ niệm. Dẫu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được, thể niệm liền được lợi ích. Dương Giám Đình ở Tô Châu không mình chào tên lính Nhật ở cửa thành, trong tâm niệm thánh hiệu Quán Âm. Gã lính ấy không thích được cúi chào, bèn vung đao chém xuống. Đây chính là oan gia đời trước khiến cho ông ta bị tót da đầu. Đao chạm đến da đầu liền trượt ngang, da đầu đã toạc chảy máu rất nhiều, nhưng xương đỉnh đầu chẳng bị tổn thương mảy may. Nếu lưỡi đao không trượt ngang thì đầu đã thành hai mảnh rồi. Do vậy biết trong thời thế nguy hiểm nhất, hãy nên lấy niệm Phật làm chánh. Tâm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết, nhưng so với A Di Đà Phật tiếp dẫn lúc lâm chung khiến được vãng sanh thì lại càng thua xa lắm. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 133, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Đang trong thời thế này, ngoại trừ niệm Phật, niệm Quán Âm ra, không có cách tốt lành nào khác. Bất luận già trẻ trai gái, quy y hay không quy y, đều khuyên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn, vẫn nên chú trọng bớt ăn mặn, để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy. Thế giới đại chiến, cả cõi đời không một ai được an vui. Người bị tàn sát cố nhiên là khổ, nhưng kẻ sát nhân hiện tại cũng cực khổ. Đời sau hay đời sau nữa, muốn làm chó, ngựa, trâu dê cũng chẳng được. Tiếc cho cả cõi đời đều là kẻ si, cùng nhau mãi miết giết người, giết vật, chẳng tự biết ác nhân đã gieo, ác quả sẽ tự theo đó đưa tới. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 162, thư trả lời hai cư sĩ Trí Mục và Trí Thanh, thư thứ hai. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết, chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn Tịnh Độ, có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cửu Thự Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Tử Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột. Thầy lang trung y không trị được, bác sĩ tây y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang Văn Sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ kể cả đầy tớ đều thường ăn chay, chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm, con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng coi bà này như u già mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm kinh Kim Cang, 3 ngày sau khối ung trong ruột Tử Trọng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. 5 ngày sau hoàn toàn lành mạnh, chí thành niệm Phật tụng kinh tiêu trừ tốt nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Thêm nữa, ông Từ Úy Như quê ở Hải Diêm, ông này luôn sống ở Kinh Đô, do dụng công học rộng nên trong người bị hao tổn, bị bệnh thoát gian đã 2 năm mấy. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó tự rút lên thì mới dám cử động. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 8, 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát
đoạn ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một khắc nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng giảm nhẹ, bèn phát đại bồ đề tâm nói: bệnh này khổ cùng cực, con xin chịu nhiều hơn, để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mắc phải bệnh này. Rồi bèn chí thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tỉnh dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do túc nghiệp, do các hạ dùng tâm đại bồ đề để tiêu trừ túc nghiệp đó, nên bệnh liền dứt tận gốc. Chú thích: thoát gian là bệnh lòi dơm, là chứng bệnh do các cơ vòng quanh gian môn hậu môn bị suy yếu, khiến phần cuối của ruột già, nhất là đoạn ruột gọi là trực tràng, bị thòng xuống hậu môn lòi ra ngoài. Trước kia quan chẩn trì chú Đại Bi năm Dân Quốc 21 1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sanh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sanh đầy một lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước Đại Bi uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú Đại Bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú Đại Bi vào tro hương thì trước kia ở Báo Quốc đã từng làm rồi. Bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn tro thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng tro. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh, chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước Đại Bi liền được lành, bèn quy y. Vào triều Đại Lưu Tống, Sa Môn Thích Đàm Vĩnh ngụ tại chùa Trường Cang, vốn là người xứ Hội Kê, xuất gia từ lúc niên thiếu. Thầy là vị cao tăng nghiêm trì giới luật, tu hành tinh tấn. Hằng ngày thầy tụng kinh hơn 10.000 lời, lại luôn dùng nhiều phương tiện thiện xảo tuyên dương Pháp Đại Thừa, nhiếp hóa vô lượng chúng sanh. Nhưng chẳng may thầy đã mắc phải chứng bệnh ghẻ khắp mình, lở loét đau nhức. Tuy chữa trị nhiều năm mà bệnh vẫn không khỏi. Trong thiền thất của thầy có thờ một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Suốt ngày đêm thầy dốc lòng chí thành lễ bái, cầu xin sớm được lành bệnh. Một ngày nọ, lúc đang ở trong tịnh thất, thầy bỗng thấy một con rắn leo lên vách tường rồi bò lên nóc nhà. Một lúc sau, một con chuột từ nóc nhà rơi xuống đất, toàn thân nó ướt đẫm, dường như đã chết, chắc hẳn nó vừa bị con rắn ban nãy cắn. Động lòng trắc ẩn, thầy Đàm Vĩnh vội lấy chiếc thẻ tre cạo bỏ lớp nước bọt trên người con chuột, mong cứu nó sống lại. Lúc sắp vứt bỏ miếng thẻ tre cạo nước bọt ấy, bỗng nhiên thầy sực nhớ trước kia có người từng nói nếu ai bị ghẻ lở mà tìm được nước bọt trên thân con chuột bị rắn cắn mà trét lên chỗ ghẻ lở thì chắc chắn chỗ ghẻ lở đó sẽ lành. Thầy lập tức lấy phần nước bọt cạo trên thân chuột thoa lên chỗ ghẻ lở của mình. Thật lạ lùng, khi thầy vừa thoa xong thì chuột kia cũng sống lại và bỏ chạy đi nơi khác. Chỉ trong một đêm thì bệnh ghẻ của thầy tự nhiên lành hẳn. Bấy giờ thầy mới nhận ra sự việc rắn cắn chuột đều là do sự thành tâm cầu khẩn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hàng ngày của thầy nó được Bồ Tát cảm ứng thị hiện cứu độ như vậy.
Sự việc này được nhanh chóng lưu truyền trong dân chúng và giới Phật tử, ai cũng cho là chuyện hy hữu và đều bàn tán khắp nơi, tạo thành làn sóng dư luận chấn động đến hoàng cung, quốc vương, các bậc đại thần, vương tử vân vân đều khen là việc chưa từng có. Thầy Thích Đàm Vĩnh hưởng thọ đến 81 tuổi và viên tịch tại chùa Trường Cang, Trích Cao Tăng Truyện tập 1. Triều đại nhà Tề có một người tên Kiến An Vương bị bệnh ghẻ lở, không thuốc gì trị được. Người ấy ngày đêm khẩn thiết chí thành chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm không dứt. Một đêm nọ, ông nằm mộng thấy đại sĩ dùng tay xoa thuốc lên những nơi bị ghẻ lở cho mình. Sáng hôm sau lúc thức dậy, ông thấy những nơi bị ghẻ lở đều đã lành hẳn. Mọi người khi nghe thấy đều lấy làm lạ và cùng ngợi khen việc ấy được lan truyền khắp nơi. Những người đương thời do đó phát tính tâm quy hướng về Quán Âm đại sĩ rất đông. Trích Cảm Ứng Truyện. Tổ sư Ấn Quang khai thị thư trả lời cư sĩ Yết ở Dũng Giang, trích trong sách Bảo Thân Tiết Dục. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể. Nhân dân cõi ấy mặt mũi giống nhau, luôn an vui không có những khổ nạn. Người ác tranh chấp đồ vật toàn bằng chất báo như vàng bạc lưu ly. Mọi tài sản là của chung, nam nữ sống riêng mỗi nơi. Nếu khởi dâm dục bèn ân ái cùng nhau, người nữ mang thai 7 ngày bèn sanh con, đặt bên vệ đường, mọi người đều đến nuôi dưỡng. Dùng đầu ngón tay đút cho liền tiết sữa, 7 ngày liền khôn lớn, bằng với người 20 tuổi ở Diêm Phù Đề, sống thọ ngàn năm. Đến khi lâm chung sanh lên trời Đao Lợi hoặc trời Tha Hóa Tự Tại, ba châu khác đều có địa ngục, riêng châu này không có. Theo Phật Quan Sơn Tự Điển, người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đao đáo dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, hoán tưởng, bất tình tưởng. Một, thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Hai, oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mỹ so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, hả chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương thịt
máu mủ, phân tiểu, lông tóc đầm đìa ròng ròng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến, bình đẹp đựng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Hả nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư. Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đào đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm thì phải trong lúc chưa thấy cảnh. Thường khởi ba thứ tưởng này, khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoại trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật, cạn lòng thành, trọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích, chẳng thể nghĩ bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, sân khỏe, ngu si cũng thế. Do vậy ta biết, chỉ thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm, thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoại trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm. Trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển, chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền, không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng. Hèn tệ thì trong tâm được chánh, sự dụ hoặc bên ngoài dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy. Hãy gắng lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị viết lời tựa sách Thiên Đạt Sanh và Phước Ấu năm Dân Quốc 18, 1929. Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chưa phát, sẽ được lợi ích sâu xa mà chẳng tốn kém. Vì thế nói, chí trị vô vị loạn, bảo ban vô vị nguy, nghĩa là đạt đến yên ổn khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy. Như vậy là đã không có cái gọi là bệnh thì đâu cần phải trị nữa. Tuy nhiên người làm được như vậy có mấy ai? Con người sống trong thế gian chỉ có sống và chết là quan trọng nhất. Nếu chẳng hiểu thấu đạo ấy thì khi sanh nở rất có thể mẹ lẫn con cùng chết. Dẫu cho chẳng chết chắc cũng oan uổng chịu đủ mọi thống khổ. Trong khi chết chắc vạn phần may lại được sống, thật đáng thương xót quá. Cư sĩ Cức Trai đặc biệt soạn ra Đạt Sanh Thiên để chỉ rõ sản nạn trong thế gian phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quặn lên là vì sắp sanh, đến nỗi sanh ra đủ mọi hiểm nạn như sanh ngang, sanh ngược, vân vân. Đấy là một điều quan hệ lớn lao khi sanh nở. Lại nói dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiền sách ấy ghi, hãy vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm.
Nói chung trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy thì bọc thai sẽ dày, khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất nhơ bẩn lắng động. Hơn nữa những đứa nhỏ thân có chất nhơ màu trắng, đậu mùa, ghẻ chóc khó chữa lành được đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đây chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sanh nở thì hãy sanh nở chẳng bị các nguy cơ sảy thai hay khó sanh, mà con cái sanh ra đều có thể chất mụm mỉm, tánh tình dịu dàng, hiền lành, đã ít bị lên sởi, lên đầu, vân vân, lại sống lâu, mạnh khỏe. Nếu con người sẵn biết những nghĩa này, thân tâm ắt sẽ yên vui. Con cháu hiền thiện, gia tộc tiếng tâm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội, đấy gọi là trị bệnh phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thù thắng như đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm. Ông Trương Thiện Trung ở Duy Dương, do mẹ là phu nhân họ Lưu qua đời lúc tuổi còn rất bé, chưa thể phụng dưỡng Ngọt Bùi trong thuở sanh tiền, muốn vì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ, những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui trường thọ, bèn phát tâm ấn hành 40.000 cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên, khiến cho họ đều biết cách trị bệnh từ lúc chưa bệnh và cách trị khi đang bị bệnh, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sanh nở và mang nỗi lo sanh con nhưng chẳng nuôi lớn được. Hơn nữa từ xưa đến nay, những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày, 10 đứa hết 9 bị chết rất nguy hiểm. Nhưng y theo thiên sách Phước Ấu do tiên sinh Trương Nhất Quỳ biên soạn để trị thì 10 đứa sống được cả 10. Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ, nên cũng in kèm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi. Nhân đấy bèn cho đánh máy thành 40.000, để những người sau này muốn tạo phước lợi cho người khác sẽ ấn lót thuận tiện. Hơn nữa cái nhân gần của tai biến khi sanh nở đã được trình bày như trên rồi. Nếu bàn về cái nhân xa thì phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước hay đời này chiêu cảm. Nếu con gái từ lúc thơ ấu thường niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này. Hễ sát nghiệp tiêu thì sanh nở sẽ chẳng bị oán gia gây chướng ngại, chẳng sanh được. Đấy cũng là một cách trị sẵn trước khi chưa bệnh, hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật Pháp nhưng tới lúc sanh nở, nếu chẳng sanh được ngay, hãy nên dạy sản phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh đều dùng tâm chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những oán gia đời trước gây chướng ngại khiến cho sản phụ chẳng thể sanh vừa được nghe danh hiệu Bồ Tát sẽ do oai đức thần lực của Bồ Tát mà liền tránh xa, chẳng dám khuấy rối nữa. Có kẻ nói đang sanh nở lõa lồ bất tịnh, niệm danh hiệu Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khinh nhờn. Đấy chính là đem tình kiến phàm phu để lầm lạc suy lường tâm hạnh của Bồ Tát. Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể đem lúc bình thường trọn chẳng bị bệnh khổ để bàn luận. Ví như con cái té vào lửa nước gọi cha mẹ cầu cứu, cha mẹ nghe được liền đến cứu ngay, trọn chẳng vì đứa con áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp. Một đệ tử của tôi mấy năm trước ở Tứ Xuyên đến nhà một người bạn, nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm, nhân đó hỏi thăm duyên cớ. Người bạn đáp:
vợ đã 2 ngày không sanh con ra được, sợ chẳng giữ được tánh mạng. Ông ta nói, hãy gấp bảo sản phụ niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, còn ông ở ngoài giếng trời, đốt hương quỳ niệm, đảm bảo sẽ sanh ngay. Người ấy liền nói với vợ, lại còn tự niệm, chẳng mấy chốc liền sanh ra đứa nhỏ, mà người vợ vẫn chưa hay, đến khi nghe con khóc mới biết đã sanh rồi. Người vợ kể, khi trước lúc sắp sanh, thấy một người dùng vải chèn kín phần dưới thân thể, nên sanh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy vải bị tuột ra, nên sanh rồi mà vẫn không biết. Nghe con khóc mới biết là con đã sanh. Cổ nhân nói, tử sanh diệt đại hỷ khả bất bi tai, chết sống cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư. Pháp môn tịnh độ đặc biệt lập ra cho lúc chết và sau khi chết đi, thần hồn sẽ siêu sanh tịnh độ. Sách này lập ra cho khi sắp sanh và những cách bảo vệ che chở sau khi đã sanh. Nguyện khắp những bậc nhân từ quân tử, lần lượt lưu truyền ngõ hầu, nhà nào cũng có một bản, cùng nhau dốc sức vun bồi đức. Tiết dục thì những điều đã được nói trong sách này sẽ đều chẳng cần đến nữa, và ý niệm của tiền nhân lưu thông và ông thiện trưng in tặng, cũng như ý Bắc Huệ trình bày, hai mối quan hệ mới trọn chẳng còn tiếc nuối nữa. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình, trích trong sách Giáo dục trong gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước, hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà hoặc khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cội gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường, tinh sâu nhân quả, dè dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏa rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được, nhưng chẳng phải là lạ lùng đặc biệt, huyền diệu đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thất phu thất phụ, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng, cả ấp. Do vậy kinh thi khen ngợi văn vương là hình ư quả thê, chỉ ư huynh đệ, dĩ ngự ư gia ban, nghĩa là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này. Nhưng thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm, bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sanh hiền tài trong thiên hạ. Cha mẹ chính là những người để bậc hiền tài trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt, chánh đáng, thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tọa rạng minh đức, ở yên nơi tốt lành tột cùng. Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiện, mà cũng nêu gương trong làng, trong ấp. Hễ hiển đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiện, lập đại công, dựng đại nghiệp, âm trùm hoàng vũ, thấm nhuần không ngần mẻ. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận người phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trong chốn khuê cát,
làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, lễ trạch tạo lợi ích cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏ rạng, há chẳng thể nào thuần phong mỹ tục, thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng. Dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa, văn dự phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hạng ương bướng, hèn hạ chống đối. Trong cõi đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh thì cố nhiên phải nên chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu, bèn đem mười thiên giáo huấn về văn giữ luân thường, vốn là của báo gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim và tác phẩm Châu Tử Gia Huấn Giải của Châu Phụng Minh ghép chung lại, đặt tên là Gia Đình Bảo Giám, tính ấn hành để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu những người muốn hưng khởi nước nhà trong cõi đời đều có cái để làm vốn. Toàn tính xong xuôi, bèn sai quan cắt bút trần thuật những nét chánh yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tựa này không phù hợp, sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quả thật đích xác, không dối trá. Nguyện những người yêu nước thương nòi, thương yêu con cái trong cõi đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Ví như đang khát mà có được nước cam lồ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng trừ được nhiệt não, thân tâm thanh lương. Sách này văn chương tuy nông cạn thông tục, nhưng quả thật là cửa ngõ để mong thành thánh thành hiền. Đến khi đã thâm nhập thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu sâu thẳm, ai có thể cự lại được? Vừa thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm, thuần tí tột bậc thiết thực đối với thân tâm này ư? Nguyện ai nấy quý trọng, gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai thì gia đình may mắn lắm, mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. Trích trong sách An Sĩ Toàn Thư phần 2, Vạn Thiện Tiên Tư, tức là khuyên người cầu sống lâu. Con người có tinh dịch cũng giống như cây có nhựa, như đèn có dầu. Nhựa nhiều thì cây tốt, đủ dầu thì đèn sáng. Nếu nhựa khô dầu hết, ắt cây chết đèn tắt. Sách Giải Thoát Yếu Môn có nói, người tu hành trải qua nhiều chục năm không động tâm dục, ắt tinh tủy ngưng kết lại, dần dần tạo thành xả lợi. Sách của Đạo Gia nói rằng, dục niệm không sinh khởi thì tinh khí phát ra ở tam tiêu, nuôi dưỡng mạnh mẽ tất cả kinh mạch trong cơ thể. Tô Tử nói rằng, gây hại đến sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng người háo sắc thì nhất định phải chết sớm. Dù vậy, người đời đứng trước cửa ải dâm dục cho đến tuổi già vẫn còn chưa hiểu ra được đạo lý, đang lúc lửa dục bốc cao liền khởi ý niệm dâm dục. Ý niệm dâm dục khởi lên thì tinh khí hao tổn, tinh khí đã hao tổn mà lửa dục lại càng thêm mạnh mẽ, tác động qua lại với nhau như thế mà khiến cho con người phải nhanh chóng tìm đến cái chết. Có người còn dùng thêm các loại thuốc tráng dương kích dục, nung đốt nội tạng, tai họa càng thêm bi thảm, lại còn có những tác hại như làm suy tổn âm đức, rút ngắn thọ mạng, thật không thể nói hết. Những ai muốn sống lâu khỏe mạnh, lẽ nào lại có thể dẫm vào những vết xe đổ ấy? Khuyên người lỡ phạm các tội nặng, Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng,
Tội tà dâm có thể khiến cho chúng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. Sau khi ra khỏi ba đường ác, nếu được sinh làm người, cũng phải chịu hai loại quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến thuộc không được như ý muốn. Kinh Tội Phước báo ứng dạy rằng, tà dâm với vợ người khác, chết đọa vào địa ngục, gian phu phải ôm cột đồng chảy đỏ, gian phụ nằm trên giường sắt bị lửa nung bên dưới. Sau khi ra khỏi địa ngục, phải sinh vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà vịt. Tuy nhiên, trên đây chỉ là nói chung về tội tà dâm. Nếu là đối với những bậc tôn trưởng, chí thân của mình, hoặc đối với tăng ni tu hành thanh tịnh mà giở trò dâm loạn làm ô uế các vị, thì đó là gọi là các tội nặng căn bản. Sau khi chết phải đọa vào địa ngục vô gián, liên tục bị cắt xẻ, thiêu đốt, xây nghiền, không một lúc nào được tạm dừng, cho đến khi thế giới này đã hoại diệt, lại phải sinh vào thế giới khác tiếp tục chịu tội. Khi thế giới khác bị hoại diệt, lại phải sinh vào các thế giới thuộc phương khác nữa để tiếp tục chịu tội. Trong kinh có nói đầy đủ những việc như thế, nếu đã nghe qua không khỏi khiếp sợ. Nếu có những người do không hiểu biết mà từng phạm vào các tội nặng ấy, hoặc tuy chưa phạm vào nhưng đã có khởi tâm niệm xấu như thế, cũng gọi là phạm tội, nên biết rằng những người như thế chỉ đợi khi ba tấc hơi dừng, vừa mãn chung ắt đọa ngay vào địa ngục vô gián, cho đến muôn ngàn vạn kiếp, mong muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. Những người ấy nên tận dụng ngay thời gian còn được sống khỏe mạnh trên dương gian, đối trước Tam Bảo mà phát tâm tha thiết, chí thành sám hối, phát lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, khiến cho tất cả đều được vượt thoát ba cõi, sau đó tự mình mới thành chánh giác. Nếu phát khởi được nguyện lực thiết tha lớn lao như thế, tuy có nghiệp nhất định phải chịu, ắt cũng được tiêu trừ. Thuở xưa vua A Xà Thế phạm vào tội đại nghịch, nhờ khẩn thiết sám hối nên khi vào địa ngục bất quá chỉ phải chịu khổ như lao ngục của thế gian trong vòng 500 ngày mà thôi. Qua đó đủ thấy rằng công đức của sự sám hối quả thật không thể nghĩ bàn. Bằng như lần lửa lười nhác, không chịu quyết tâm nỗ lực, ắt khó tránh khỏi phải chịu khổ đau trong muôn kiếp. Khuyên người phải biết sám hối lỗi lầm. Những chuyện tà dâm người đời mắc phải rất nhiều. Tuy ngay trước mắt không thấy quả báo xấu ác, nhưng trong chốn u minh mờ mịt vẫn có người âm thầm bị mất hết phước lành, có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có người bị loại khỏi đường công danh khoa cử, lại có người bị chết vì rắn độc hổ báo, hoặc chết vì đau binh, vì bị kết tội ở cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt nắng hạn. Ví như bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được, thì báo ứng ngày sau cũng sẽ đến với cháu con. Nếu đời này không đền trả tội lỗi, thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào cũng không thoát được. Như cá nằm trong chậu thủng, nước cạn dần nhất định phải chết. Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín, dãy đầy nguy hiểm, thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt. Một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuống cuồng khác nào như con cua rơi vào trong chảo nước sôi, lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa. Xin rộng khuyên hết thảy mọi người nên sớm tự rõ biết nhân quả thiện ác, hết lòng sợ sệt quả báo xấu ác, hết lòng hổ thẹn những việc bất thiện,
khởi tâm dũng mãnh đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi sự việc lỗi lầm đều thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ nơi tâm xấu ác sinh khởi, ác cũng sẽ theo tâm chí thành sám hối mà diệt. Làm thiện tích đức đủ lâu thì tội chướng có thể tự nhiên tiêu diệt, thân tâm trong sạch như xưa. Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sinh. Đối với tất cả những chúng sinh nào mắc phải tội báo của nghiệp dâm dục, đều dùng phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen nơi cõi tịnh độ, không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ. Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác, mà còn được vô lượng phước báo. Cho nên trong kinh Niết Bàn có dạy rằng, ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn. Đối với tâm Bồ Đề cứu độ hết thảy chúng sanh, thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn. Buông giao đồ tể liền được lại chân thân bất hoại, quay đầu là bờ, lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù kẻ trí người ngu đều nên tự mình nỗ lực gắng sức. Câu chuyện người họ Vương. Ở Côn Sơn có người tú tài họ Vương, năm 20 tuổi đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, nhưng rốt cuộc tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh, bị tổn thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết. Thuốc thang chạy chữa đủ cách vẫn không công hiệu. Sau cưới nhau vừa được 3 năm thì chết. Người vợ buồn thương đau đớn trong mấy năm rồi cũng chết. Câu chuyện Sa Di Dự Giới. Thuở xưa ở nước An Đà có một người U Bà Tát cúng dường một vị tỳ kheo và một Sa Di, ngày ngày lo việc cung cấp thức ăn. Một hôm cả nhà đều đi vắng, chỉ còn một cô gái 16 tuổi ở nhà, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Tình cờ hôm ấy cô gái quên mất chuyện mang thức ăn đến chùa cúng dường. Đến giờ ăn, vị tỳ kheo liền sai chú Sa Di tự đi đến nhà người U Bà Tát ấy để nhận thức ăn. Cô gái nghe tiếng gõ cửa, biết là chú Sa Di đến, mừng rỡ ra đón vào nhà, cử chỉ hết sức đa tình quyến rũ. Lại nói với Sa Di, tài sản nhà tôi nhiều lắm, không thể tính xuể, nếu anh chịu thương tôi sẽ làm vợ anh ngay. Chú Sa Di tự suy nghĩ, không biết ta đã tạo tội gì mà nay gặp phải chuyện xấu ác này, ta thà bỏ mạng cũng không thể hủy phá giới luật. Nhưng nếu giờ ta bỏ chạy khỏi nơi này, cô ta chắc chắn sẽ lôi kéo chạy theo. Người đi đường nhìn thấy thì hóa ra chuốc lấy sự ô nhục. Nghĩ như vậy rồi liền dùng phương tiện khéo léo bảo cô gái, vậy cô hãy đóng cổng lại để ta vào phòng nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ chiều theo ý cô. Cô gái nghe lời liền đi ra đóng cổng. Sa Di bước vào phòng, nhìn thấy một con dao cắt tóc thì mừng rỡ, liền cởi bỏ y ngoài, quỳ xuống chắp tay cung kính, quay về hướng thành Câu Thi La là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Rơi nước mắt phát lời nguyện rằng, con nay không thể hủy phá giới luật của chư Phật Bồ Tát chế định, cũng như giới luật Hòa Thượng đã truyền trao, nên quyết định tự xả bỏ thân này.
nguyện cho con được đời đời kiếp kiếp sinh ra đều xuất gia tu tập chánh đạo, trọn thành Phật đạo. Sa Di phát lời nguyện như thế, rồi liền dùng dao tự đâm vào cổ mà chết, máu chảy lênh láng. Cô gái quay vào nhìn thấy, tâm tham dục lập tức nguội lạnh, hết sức hối hận, liền dùng dao tự cắt tóc mình. Khi người cha quay về gọi cửa, không thấy ai ra mở, liền sai người leo qua cổng vào mở cửa. Vào nhà rồi nhìn thấy con gái như vậy, liền kinh hãi truy vấn nguyên do. Cô gái im lặng không đáp suy nghĩ, nếu mình nói thật thì xấu hổ nhục nhã quá, nhưng nếu vu oan cho Sa Di làm nhục mình thì chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Suy nghĩ hồi lâu như thế, liền quyết định nói ra sự thật. Người cha nghe rồi liền vào phòng, chắp tay cung kính lễ bái di thể. Đức vua nghe biết chuyện này cũng đến lễ bái, hết lời xưng tán ngợi khen. Những người nghe biết chuyện này hết thảy đều phát tâm Bồ Đề, cầu thành Phật quả. Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái họa tham dâm, trích văn sao Tinh Hoa Lục. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt, lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ vì chẳng phá được cửa ải này, đâm ra trở thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáo dứt trừ bệnh này sẽ khó thể thoát lìa sanh tử. Ngày như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị ngăn cách cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng và bất tình tưởng. Một thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy trọn chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Hai, oán tưởng là phàm thấy gái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mỹ so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy, nếu vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh tưởng là vẻ đẹp lộng lẫy rung động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương thịt máu mủ phân tiểu, lông tóc đầm đìa ròng ròng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lòng sanh ái luyến, bình đẹp đựng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Nay lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lang mang khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ, đau đáo trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ,
khiến cho mũi tên yêu thương lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sinh cái, biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vắng vương, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ít ở Dũng Giang. Tôi thường nói trong 10 phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng. Nào biết vì tham sắc mà chết đều chẳng phải do số mạng. Nếu là chết vì số mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư? Chẳng đáng sợ ư? Cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kim dè dâm đó ư? Trước kia tôi đã trình bày đại lược về sự lợi hại trong dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng, nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tà dâm vô liêm vô sĩ, cực uế cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Do vậy gái đẹp đến tằng tiệu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng, nên bèn cử tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống, quỷ thần tru lục. Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế nói họa phước vô môn, do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy thấu triệt, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu. Quyến thuộc trinh lương trong đời sau bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết, buồn thay. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sắc dục hại hồi cuồng. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, hãy nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết, trước mặt người khác còn chẳng dám làm điều quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà bậy tệ hại và làm chuyện tà bậy tệ hại ư? Mạnh Tử nói, sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại, nghĩa là thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn, giữ thân là giữ được giới tà dâm.
Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy tăng tử lúc sắp mất mới nói phóng tâm vô lự, nghĩa là tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh thi chép chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô tri miễn phụ, nghĩa là dè dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt, tăng tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Quyền Thượng. Thư trả lời cư sĩ Từ Thu Dung: đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị như em, dù gặp gái ăn xương vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não, thấy xác động lòng, vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân, giúp mình nói dỗi tổ tông, chẳng dám xem nhẹ họ như vật, để hành lạc thỏa dục thì sẽ không có phiền não, đắm dục diệt thân, vợ chẳng thể sanh nở, con chẳng thành người. Hãy mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng bợt chợt vân vân ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này ư? Niệm vừa dấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách chi dấy lên được nữa. Suốt ngày dùng công đức niệm Phật, chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A-di-đà, để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Quyển Thượng. Thư trả lời cư sĩ Hồ Tác Sơn: Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình. Trích trong sách Giáo dục trong gia đình. Một La Mã đề xướng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Chúng ta trải đời bất quá 60 mấy năm, mà nay trong cõi đời lại có bao nhiêu hiện tượng. Kể từ khi có mặt con người trong trời đất đến nay, phần nhiều đều chưa hề thấy, đời loạn đến cùng cực rồi. Nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình thì chẳng thể nào hy vọng thái bình được nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù. Thư thứ nhất: Mạnh Tử nói ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn, lại nói đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi. Hữu Tử nói quân tử chăm lo nơi cái gốc, gốc được lập thì đạo sanh. Hiếu đệ chính là cái gốc của lòng nhân vậy. Như vậy thành Nghiêu Thuấn đạt lòng nhân, chẳng ngoài tận lực hành hiếu đệ. Thoạt đầu chẳng có gì lạ lùng đặc biệt, huyền diệu, gian nan khốn khổ đến nỗi dù muốn làm cũng không thể làm được. Ai nấy phải nên gắng sức để khỏi phụ đức tánh. Chỉ riêng con người là vạn vật chi linh, sánh cùng thiên địa gọi là tam tài. Trời đất thật rộng, thật lớn, con người chỉ có cái thân bảy thước mà lại có thể xưng ngang hàng với trời đất, là vì có thể tán trợ sự sanh trưởng, nuôi nấng của trời đất, kế tục chí hướng sự nghiệp của thánh hiền. Nếu không cứ mưu mẹo, quỷ quyệt, bại hoại luân thường, gây loạn phong tục, gây ô nhục cho cả trời đất lẫn nhân loại, thì hình dáng tuy là người, nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Cầm thú chẳng biết lễ giáo, còn con người biết lễ giáo. Biết lễ mà trái nghịch thì phải ở dưới loài cầm thú. Con người như vậy sống làm loài cầm thú, mặc áo, đội mũ, chết ác đọa trong tam đồ ác đạo. Con người sao lại khổ sở, dùng cái tư chất làm Nghiêu Thuấn,
làm bậc nhân từ để cam lòng mãi mãi làm loài chúng sanh đáng thương trong súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thật ra là do cái tâm gì vậy? Không có gì khác cả, đều là do giáo dục trong gia đình chưa tới nơi tới chốn, cũng như do chính mình chẳng nỗ lực mà nên nổi. Gần đây phong tục Âu Tây dần dần lan đến, những kẻ theo tân học chán cái cũ thích cái mới, ùa theo như ngựa chạy hoàng. Phàm những chỗ hay vì nước vì dân của người Âu thảy đều chẳng học, còn những chỗ khinh miệt lễ nghĩa loạn luân thường của họ lại dốc sức học đòi, rốt cuộc phế kinh phế luận, căm ghét lòng hiếu, vân vân. Không gì chẳng làm, chỉ muốn cho con người hoàn toàn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Những người có lòng lo cho thế đạo nhân tâm, ai nấy đều ôm lòng lo lắng. Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Chánh Biên bày tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc lập trường học trong nhà thờ ông Đường Hiếu Tử. Đời loạn tột bậc chẳng kham nói nổi, xét đến nguồn cội nguyên nhân gần là trong vòng 110 năm gần đây, hết thảy những kẻ đọc sách làm quan chỉ biết tập luyện cử nghiệp, cầu công danh chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nếu luận đến cái nhân xa thì quả thật là do họ Trình, họ Châu đã phá bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi mà ra. Do trọn chẳng được gia đình khéo dạy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, trọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió Âu thổi tới cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường không hổ thẹn, ấy tự tại vô ngại lắm. Bèn nhất trí tiến hành, tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người, không thể không quy tội về các vị bên lý học. Quan nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Phương kế lúc này là phải sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc sống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng khó thể giữ cho chúng nó chẳng bị xoay chuyển bởi thói tà. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời ba vị cư sĩ Tống Lục Trạm, Trữ Liên Tịnh và Trương Tự Tịnh. Lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mất nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hôn ám, biển tư chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ. Không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi, huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú mặc áo, đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi, cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý phước thiện họa dâm, lại còn nêu ra các sự thực để răn dạy ngõ hầu những ai biết tự ái, đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoàng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp diệt, từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước, giàu thọ khỏe mạnh bình yên,
vĩnh viễn lìa khỏi họa nghèo bệnh, chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thị Tăng muốn khắc lại để ấn thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Phải biết đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng thì lời lẽ khuyên răng nhân quả báo ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tịnh thì một trận lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Còn em đất Trường An ở xứ Tần thiểm tây của tôi, phần nhiều thích chơi dế, có ba anh em tuổi đã choi choai, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Ngày hôm sau người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa, mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi. Con cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hại đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hệ thấy trang sắc nước hương trời, đều tưởng như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hơn thước. Sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ư. Do vậy Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tà dâm tiết dục, gìn giữ sanh mạng mà thôi ư. Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sanh tâm ái, hành dục sự chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài, rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng những các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu liếm nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ dầm dề, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hồi giờ tanh tưởi chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu. Sao con người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng tính đến nhiều phần xấu ác. Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chán cái nhiều xấu ác để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, như đem nam căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoàng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sắc bất khả lục: trời là đại phụ, đất là đại mẫu, hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt thì phải tặng hết lòng hòa thuận, yêu thương, che chở, nâng đỡ, mong cho ai nấy được yên ổn. Như thế chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến người sanh ra mình hổ thẹn. Đã có thể che chở, nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ che chở, nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu, thọ dài,
mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành, khinh hiếp con cái của trời đất, thì tổn phước giảm thọ, diệt môn tuyệt tự. Khi một hơi thở ra không hít lại được, vĩnh viễn đọa ác đạo trải trăm ngàn kiếp, không lại được mang thân người nữa, ấy chính là tự mình chuốc lấy họa. Nào phải trời đất không nhân từ đâu. Khoan nói đến những chuyện khác, kìa như vợ con, chị em, ai nấy đều có. Nếu kẻ nào dòm ngó vợ con, chị em mình, ta liền nổi nóng bực tức, muốn đánh nhau. Sao lại thấy vợ con, chị em người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khởi sằng dâm niệm, ý muốn ô nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta, nếu với người ruột thịt khởi ý niệm bất chánh, thì là ô nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt, kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đáng gọi là người nữa ư? Huống chi đạo vợ chồng thuộc trong tam cương ngũ thường, nam nữ lập gia đình là diền mối lớn lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh miệt lý, loạn luân, thì chính là đem thân người làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý, con người biết luân lý. Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý thì phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục sanh, cho nên tập khí rất nặng, phải ngăn ngừa sâu xa. Tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tịnh ngõ hầu, dứt bật tà niệm, thuần toàn chánh niệm. Oán và bất tịnh thì trong lời tựa trước đã nói. Ở đây chỉ riêng phát huy về ý, tưởng như người thân, ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôm dự ác niệm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy, con người nên xem các người nữ như sau: tưởng người già như mẹ, người lớn hơn như chị, người nhỏ hơn như em, coi đứa bé bỏng như con gái, sanh tâm độ thoát, dứt bật ác niệm. Kinh Phạm Võng dạy, hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta. Đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sanh ra, phải sanh tâm hiếu thuận, tâm từ bi, như vậy che chở, nâng đỡ họ còn chưa xuể, lẽ đâu khởi tâm xấu hèn, muốn làm ô nhục họ. Đời Minh có một người học trò mắc thối dâm, chẳng thể tự chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Long Khê nói, ví như có người bảo ông, ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em ông. Ngay khi ấy lòng dâm của ông có nguội lạnh hay chăng? Đáp, nguội chứ. Long Khê nói, thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu con người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sanh khởi, mà sanh tử luân hồi còn nhờ đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên răng nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện họa dâm, và những ngày tháng nơi chốn nên chiên ngừa ăn nằm, đều nhắc nhắc nêu rõ tâm giác thế tỉnh mê ấy, có thể nói thật là tha thiết. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương, tâm lợi người tha thiết liền cho khắc in lưu hành, sai quan phát huy những điều trọng yếu để trấn áp lòng dục. Do đấy bèn tường thuật ý chỉ đại khái về tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tịnh. Tiếp đó vì anh họ ông ta là chánh huân qua đời, muốn đem công đức này truy tiến linh thức để tội chướng tiêu diệt, phước trí cao rạng, thoát khỏi dục giới ngũ trược, sanh vào chính phẩm liên bang. Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bàn về chuyện giữ vẹn luân thường, mong sao những ai thấy nghe
đều xét soi tường tận thì may mắn lắm thay. Kim Thái Đại Sư, họ ngoài đời là Phương, người huyện Vu Đô, tỉnh Giang Tây. Xưa đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết, ăn chay. Đến khi ngoài 30 tuổi, chán ngán sâu xa ngũ dục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Bảo Âm ở huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiến. Sau khi thọ cụ túc giới, chuyên chí khổ hạnh, giữ chức hương đăng tại chùa Quan Hiếu ở Cám Châu, Giang Tây, tinh khiết kiền thành, cung kính. Phàm những ai trông thấy đều khen ngợi lòng thành, tiết của thường trụ như giữ trong mắt. Hằng ngày lấy chuyện lễ niệm, tụng trì làm chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục, kính ngưỡng. Tiếp đó sư muốn chuyên tu tịnh nghiệp, bèn qua hang đá trong núi sâu ở Ninh Đô, gác tùng làm tòa, kết cỏ làm điểm, trồng khoai để ăn, chầm các mảnh dẻ làm áo. Sự khổ hạnh của sư khó ai kham nổi. Sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày có người đến thăm, tặng cho tiền bạc đều khước từ không nhận. Nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch thanh khiết, chẳng thâu đồ chúng. Có người trọng đức sư, thay mặt thâu nạp cho sư bốn đồ đệ, nhưng thật ra không ở chung. Một người đồ đệ tên là Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bằng, ba bốn lượt cầu khẩn thầy thương xót, tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự lấy ván dựng một gian thất nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hạnh của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật, trừ hai bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ tiếng khánh rền vang không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy những vị tăng tục tin tưởng, hâm mộ, thường thành tâm cúng dường phẩm vật. Nếu không khước từ được thì sư bèn đem cúng Phật, cúng tăng để tạo công đức cho họ. Bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư tự cam chịu thanh bần, giải thoát, không chấp như thế đó. Phàm những ai đến thăm hỏi, bất luận tăng tục, sư đều dạy nhiệm vụ trọng yếu là nhận hiểu ta bà ác trược, cực lạc thanh tịnh, hãy gấp cầu xuất ly. Nhưng phải hiểu nhân, biết quả, tu hành các điều thiện thế gian, cẩn thận giữ gìn giới cấm, tụng kinh niệm Phật, trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi, thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918, tức năm Mậu Ngọ, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thị hiện bệnh nhẹ, đến ngày mồng 4 bỏ ăn uống, niệm tụng như thường, đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mồng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thắp xem thì thấy sư đã đoan tọa thị tịch, tay trái vẫn cầm dẫn khánh, hệt như đang niệm Phật mọi khi. Đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi khôn cùng, đều nói sư bình nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được cảnh tượng như thế. Thần thức sư siêu tịnh vực, gợi chắc nơi hoa sen, là điều chắc chắn không còn ngờ vực chi. Học trò sư là đức thân xâm, kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đời mạt, thường hay lười nhác, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp, người như sư thật có thể làm gương cho đời mạt. Do vậy bèn soạn bài ký.
khai thị về kiên giết, ăn chay và phóng sanh. Nếu nói đến chuyện để tự cung phụng mình thì lại càng không nên giết. Nên nghĩ rằng ta sanh trong thế gian có công đức gì đối với nhân dân, có phước trạch gì đối với tổ tông, cha mẹ. Nay được nhờ phước ấm của tổ tông, cha mẹ che chở sâu dày, chẳng cực lực làm lành để tăng thêm phước cho tổ tông, cha mẹ, lại cứ mặc tình sát sanh ăn thịt, chẳng những bất lợi cho mình mà còn gây liên lụy cho tổ tông, cha mẹ. Huống chi ta bổng thụ di thể từ cha mẹ, hằng ngày dùng loài vật để bồi bổ, lâu ngày khí chất sẽ biến đổi theo, thật đáng sợ. Nay tôi nêu chứng cứ đại lược, ngõ hầu người biết yêu thương chính mình sẽ tận lực dứt bỏ thói tham ăn ngon đấy. Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép: đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt chim sẻ thì mắt lé, ăn cua thì phần nhiều, con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn, đầu teo, ăn cá chình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch phần nhiều con bị căm ngọng. Sách Đại Đới Lợi chép: ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo, đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật, đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kẻ cứa cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương, khi lành rồi chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, hả chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là gìn giữ di thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết tâm hận kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chốc, khi ôn dịch lưu hành hay mắc bệnh truyền nhiễm. Người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Câu hỏi: nếu như ông nói thì hoàn toàn chẳng sát sanh ăn thịt, ác loài vật sẽ đầy dẫy trọn khắp thế giới, biết làm sao đây? Đáp: những thứ con người ăn đều là do con người làm cho nó sanh sôi nảy nở. Những loài lợn, dê, gà, vịt kia, nếu như nhốt riêng các loài đực cái trống mái thì chưa quá 10 năm chúng nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Huống chi những giống cọp, báo, chó sói, rắn rết, con người đều chẳng ăn, sao từ cổ đến nay chúng chẳng đầy khắp thế giới vậy? Phải biết nếu người ăn thịt nhiều thì người ta lập ra cách để những giống lợn, dê, gà, vịt, vân vân sanh trưởng cho nhiều. Thật ra quá nữa đều là vì bụng miệng tham muốn, chẳng tiếc mạng loài vật, phải theo nghiệp thọ báo thác sanh trong những loài vật ấy để bị người ta giết ăn. Do vậy kinh Lăng Nghiêm nói: tham lẫn ái cùng nảy nở, do tham chẳng thể ngưng dứt, nên các loài noãn thai thấp hóa, trong thế gian cậy mạnh hiếp yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 thứ sanh loại, chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau. Kinh Phạm Võng dạy: nếu là đệ tử Phật thì do từ tâm bèn hành nghiệp phóng sanh. Hết thảy người nam đều là cha, hết thảy người nữ đều là mẹ ta. Đời đời ta chẳng bao giờ không sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết để ăn thịt chính là giết cha mẹ mình.
Kinh Lăng Già dạy hết thảy chúng sanh, từ vô thủy đến nay luân hồi chẳng ngơi trong sanh tử, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái quyến thuộc, cho đến bạn bè, người thân yêu, kẻ hầu hạ, sang đời khác mang thân chim thú vân vân, sao lại nỡ bắt lấy chúng để ăn thịt. Trong các kinh Đại Thừa, những câu nói như vậy nhiều lắm, khó thể trích đủ. Trích trong văn sao chánh biên quyển 4 phổ khuyến kiên giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận. Trong các ác nghiệp chỉ có sát là nặng nề nhất, khắp thiên hạ không ai chẳng tạo nghiệp sát, dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt, bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thâm trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiên giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh, khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh. Ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay thì hãy bảo họ bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. Trích văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Bào Xuân Sĩ. Niệm Phật niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Trì Chủ Đại Bi. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn sẽ đắc Đại Niết Bàn đó ư? Đại Niết Bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa, Quán Âm và Di Đà đều cùng làm một chuyện độ sanh, nào có phân biệt, nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì sự lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi, Đức Quán Âm dạy người lễ bái, trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A-di-đà Phật đó sao? Trích Văn Sao Tam Biên lá thư số 18, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phù tá Đức Di-đà, niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện. Có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc luân thường, chỉ thành khẩn thiết, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị, bất luận các sự nguy hiểm như nước, lửa, đau, binh, vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được. Nếu chịu tuân theo những điều vừa nổi trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh.
Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần, nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy già trẻ trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoại trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bằng tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào tam ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Trích văn sao tục biên quyển thượng trả lời thư cư sĩ niệm Phật. Thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn, hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bi tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Chớ nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng, Quán Thế Âm Bồ Tát là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế, cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm. Huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Trích văn sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Khai thị trì chủ đại bi. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chủ đại bi để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người, nhằm làm cho hết thảy mọi người trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương. Trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trăm sự không làm được điều gì, đại lược là như vậy đó. Trích văn sao Tam Biên quyển 1, trích lục lời đại sư tự thuật. Chú đại bi nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Ấn trích trong Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú đại bi 50 lượt hoặc 25 lượt,
Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di. Nay gửi cho thậm tu và lệnh ái Hữu Trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Quý tiết sinh mạng, xin đừng phá thai giết trẻ vô tội. Trích buổi phỏng vấn của phóng viên Đinh Gia Lệ với Hòa Thượng Tịnh Không. Theo căn cứ đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, thì trên thế giới mỗi năm ca phá thai có hơn 50 triệu, vì chi mỗi ngày có khoảng 150.000 trẻ sơ sinh chết vì sảy phá thai do ngừa thai không an toàn, dẫn đến mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ do phá thai không an toàn mà dẫn đến biến chứng buộc phải điều trị. Tại Việt Nam, tỷ lệ nạo phá thai hiện nay là khoảng 300.000 ca mỗi năm, trong đó có khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên. Con số lạnh lùng này cho thấy chúng ta đang là nước đứng thứ 3 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo phá thai. Cũng theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, ở nước ta cứ một trẻ em ra đời thì có một bào thai bị phá bỏ. Mỗi năm có 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, tương ứng với đó con số bào thai bị phá bỏ. Đáng chú ý hơn là số trẻ vị thành niên năm 2012 là 2,3 trong tổng số người đến làm thủ thuật. Số trẻ vị thành niên mang thai trong tổng mang thai của cả nước cũng tăng qua từng năm. Năm 2009 là 2,9%, năm 2012 là 3,2%. Những con số này đều khiến bất cứ ai cũng phải giật mình về tình trạng nạo phá thai đáng báo động ở Việt Nam và mối nguy hại với thế hệ trẻ trước vấn đề này. Trông thấy những gì xảy ra, chúng tôi không khỏi lo ngại nền giáo dục của chúng ta đã có vấn đề. Chúng ta phải nên cứu vớt nền giáo dục này như thế nào? Chúng ta nên giáo dục cái gì, nên làm và cái gì không nên làm? Theo quan điểm đạo đức cơ bản, một cách nhìn minh bạch rõ ràng để cho mọi người cùng hiểu biết, mà chẳng phải cho là miễn sao tôi thích là được, không có gì phải ngăn cản. Đây là một vết thương hổ thẹn trong lòng chẳng vứt bỏ được, là tội lỗi mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không có quan niệm đúng đắn thì chúng ta mãi như đi trong bóng tối triền miên, lạc đường rồi cũng không ai biết. Nói chung người ta có quan niệm về việc phá thai cũng không đúng đắn, cho là thai nhi chưa ra đời không tính là sinh mạng, cho nên có thể tùy tiện lấy ra vứt bỏ. Thực ra có thai tức có sinh mạng tồn tại. Nếu không thai nhi làm sao có thể mỗi ngày phát triển lớn dần giống y hệt như chúng ta, những người đã ra đời. Bởi vì chúng ta có sinh mạng cho nên có thể cử động, có thể sống và có thể trưởng thành. Do đó sinh mạng của thai nhi cũng có sự sống như chúng ta vậy. Với quyển sách này, chúng tôi tin tưởng nhiều người cải chánh được quan điểm sai lầm, lệch lạc về phá thai, tiến xa hơn nhằm mang lại sự giúp đỡ rộng lớn cho xã hội, cũng có thể nhờ thế cứu vãn rất nhiều sinh mạng. Chúng tôi cùng lòng tha thiết mong mọi việc phá thai có thể đến thời điểm này sẽ trở thành danh từ quá khứ, để càng có nhiều sinh mạng nhờ đó được sống còn.
Chúng tôi hy vọng mọi người có cái nhìn đúng đắn về sự phá thai, suy ngẫm và hiểu những vấn đề xảy ra xung quanh việc phá thai, thật thông hiểu đạo lý nhân quả. Tuyệt đối chúng ta không được coi thường mà phải trân quý sự sống và trân quý mối duyên giữa chúng ta và bào thai chưa sanh ra. Chúng ta cũng mong mỏi cả thế giới sẽ giải quyết việc phá thai này một cách đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng trong việc giáo dục con em về luân lý đạo đức, do đó hướng dẫn thế hệ mai sau vào con đường đúng đắn. Sau cùng, cha mẹ nên làm gương mẫu cho con cái bằng chính hành động của mình. Nguyện cho tất cả vong linh thai nhi buông bỏ tâm hận thù, chấp trước được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cầu cho thế giới hòa bình, mọi người đều sống trong hạnh phúc an lạc. Quý tiết mạng sống, xin đừng phá thai giết trẻ. Hòa Thượng Ân Sư Pháp Sư Tịnh Không, phóng viên Đinh Gia Lệ. Kính chào Sư Phụ Tôn Kính. Chúng con rất biết ơn Hòa Thượng đã nhận lời phỏng vấn của chúng con, vì buổi phỏng vấn lần này rất quan trọng. Nó không chỉ liên quan đến một sinh mạng bé nhỏ sắp chào đời, mà còn liên quan đến mỗi gia đình, thậm chí còn liên quan đến tương lai của xã hội, nhân loại chúng ta. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều thành phần xã hội quan tâm tới đến hiện tượng phá thai. Việc phá thai không chỉ là vấn đề cấp thiết phải đối mặt ở Trung Quốc, mà cũng còn là mối quan tâm rộng rãi của cả thế giới. Hôm nay, con rất vinh hạnh được diện kiến Pháp Sư để thưa hỏi một số vấn đề có liên quan đến việc này. Trước hết, cho phép con được thay mặt mọi người cùng hàng ngàn vạn cha mẹ và nhất là những sinh linh yêu quý bị phá thai hướng về Ngài chí thành cảm ơn. Xin cảm ơn Sư Phụ. Kính thưa Pháp Sư Tôn Kính, trước hết con xin đọc cho người nghe một nhóm số liệu. Căn cứ theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, qua đánh giá thì trên thế giới mỗi ngày có 150.000 ca phá thai, trong đó có 500 phụ nữ chết vì nạo phá thai. Mỗi năm có khoảng 50 triệu người nạo phá thai trên toàn cầu, 2 năm là 100 triệu người. Đại chiến thế giới thứ hai thảm thương, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại, bình quân mỗi năm là 10 triệu người. Vậy mà hiện nay số thai nhi bị chết vì nạo phá thai đã nhiều hơn gấp 5 lần số người chết trong thế chiến thứ hai. Lại thêm một số liệu hiện rõ, cơn sóng thần ở Indonesia năm 2004 có số người chết, khi đó là 250.000 người, cũng đủ thảm thương, khốc liệt lắm rồi. Vậy mà số hài nhi bị phá thai 2 ngày đã lên đến 300.000, vị chi mỗi phút có 104 thai nhi chết vì bị phá thai. Con xin nêu lên một nhóm tư liệu khác và tin chắc mọi người Trung Quốc sau khi nghe xong sẽ cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Căn cứ theo số liệu cung cấp của Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay số ca nạo phá thai mỗi năm ở Trung Quốc đứng đầu trên thế giới với khoảng 13 triệu ca. Vậy chúng ta lý giải số liệu này như thế nào? Thử nêu lên một thí dụ, một nửa dân số thành phố Thượng Hải là khoảng 10 triệu người, mà số thai nhi chết vì bị phá thai của nước ta mỗi năm vượt xa một nửa tổng dân số của thành phố Thượng Hải. Những dữ liệu đã nêu trên, tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta trông thấy sẽ rùng mình. Hòa Thượng thấy như thế nào trước tình cảnh biến cố kinh khủng này? Hòa Thượng Tịnh Không trả lời: con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không đến. Nếu như đứa trẻ này đến để báo ân mà bạn lại đem giết nó thì ân biến thành thù. Còn nếu nó đến để báo thù thì khi bạn giết nó, oán thù sẽ chồng chất. Như vậy thì làm sao được? Cái thứ oán hận này phiền phức lắm, đời đời kiếp kiếp không khi nào dứt, cứ báo thù nhau mãi,
phiền phức lắm đó. Còn nếu như nó đến để đòi nợ, bạn chưa trả mà đã vội giết nó, thì lại thêm nợ, thêm thù. Còn nếu nó đến để trả nợ, thì điều đó là tốt, nhưng chưa trả mà bạn đã vội giết nó, thì sẽ trở thành oan gia đối đầu, nghiêm trọng rồi. Bây giờ người ta không tin nhân quả, không tin có luân hồi, nhưng chuyện nhân quả luân hồi trên khắp thế giới, chỗ nào ta cũng thấy những câu chuyện hiện rõ, làm sao mà coi thường được. Cho nên tôi cảm thấy đây là nhân tố hàng đầu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Trong các buổi thuyết pháp, sư phụ có nói đến câu thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mấy ngày trước, đài truyền hình Trung ương trong một bản điểm tin có nói hiện nay dân số thế giới đã đạt đến con số 7 tỷ. Dân số trên thế giới đã nhiều như vậy, con người lại càng ngày càng đông thêm, ai nấy cũng cho rằng thân người đâu có khó được đâu. Vậy thì tại sao trong kinh Phật nói thân người khó được? Hòa thượng Tịnh Không đáp: thân người rất là khó được, do nhân duyên gì mà mắt thân người này lại được thân người khác? Đến nhân gian nhà Phật có nói 10 pháp giới. 10 pháp giới có nhân và có quả. Có quả thì phải có nhân. Nhân thế nào thì quả thế đấy. Bạn hãy suy nghĩ kỹ, hiểu được điều này thì bạn mới biết thân người khó được. 10 pháp giới đứng đầu là Phật. Cái nhân của Phật là gì? Tâm bình đẳng là Phật. Khi tâm chúng ta được bình đẳng rồi thì sẽ sinh sang Phật đạo. Tâm lục độ là Bồ Tát, tâm tứ đế là A-la-hán, thượng phẩm thập thiện là thiên đạo, trung phẩm thập thiện là nhân đạo. Cô thử nghĩ con người chúng ta sống trong cuộc đời này, cả ngày từ sớm đến tối, những thiện niệm trong ta nhiều hay ác niệm nhiều? Mỗi niệm từ ngày mùng 1 đến 30 tháng Chạp, trong suốt khoảng thời gian đó chúng ta mống tâm tác ý, nói năng tạo tác, mình tạo 10 điều ác nhiều hay 10 điều thiện nhiều? Cô suy nghĩ như vậy thì đủ biết rồi, ác hẳn nhiều hơn là thiện. Làm ác sinh ba đường ác, làm thiện sinh ba đường thiện. Cho nên mất thân người rồi lại được thân người khác, trừ phi chúng ta ngay trong cuộc đời này, từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta khởi thiện niệm, làm việc thiện nhiều hơn khởi niệm ác, làm việc ác. Cô có hiểu được cái lý này thì cô mới biết rằng kinh Phật dạy không sai. Phóng viên hỏi: thân người khó được như vậy à? Nhưng đại đa số người ta cho rằng phá thai trong thời kỳ đầu chỉ là bỏ đi mô của phôi thai mà thôi, nó chỉ là một cục thịt nhỏ thôi mà. Vậy thưa sư phụ, mạng sống con người bắt đầu từ khi nào? Hòa thượng Tịnh Không đáp: bắt đầu từ lúc nhập thai, lúc con người ta thọ tinh cha, thì lúc đó thần thức linh hồn nhập thai rồi. Phóng viên hỏi: và bây giờ cũng đã rõ rồi, đúng là thai nhi ít nhiều gì cũng đều là những sinh mạng quý báu, chúng ta không có quyền tước đoạt cơ hội làm người của chúng. Hòa thượng Tịnh Không nói: đúng vậy. Phóng viên hỏi: vậy thưa pháp sư, con có một người bạn nói với con, người bạn ấy là nam, anh ấy nói với con là đã bỏ năm cháu và cũng có ra ngoài với người phụ nữ khác và đã bỏ tiếp 13 cháu. Anh ấy hỏi việc này có phải do anh ấy không? Và cũng hỏi thêm, 13 cháu bên ngoài đã bỏ đó có phải là trách nhiệm của anh ấy không? Con trả lời: tất nhiên là có rồi. Sau đó anh ấy hỏi lại: vậy liên quan đến tôi ở chỗ nào? Kể cả năm đứa con đã bỏ đi của vợ tôi cũng đâu có can hệ gì đến tôi. Cho nên hiện tại đa số mọi người trong xã hội đều cho rằng việc phá thai là do người nữ, là đàn ông anh ấy phải gánh lấy trách nhiệm gì, có phải chịu nhân quả cho việc phá thai không? Hòa thượng Tịnh Không đáp: như nhau, những anh linh nhỏ bé đó sẽ không buông tha anh ta. Lúc anh ta gặp vận khí,
gặp vận may, những anh linh nhỏ bé này sẽ không dám đi tìm anh ta, để đến khi anh ta qua vận may rồi, lúc mà xui rủi đến thì chúng sẽ xuất hiện, chúng sẽ đợi cơ hội. Phóng viên hỏi: chúng sẽ báo thù cha của mình, đâu phải chỉ riêng người mẹ đúng không? Hòa thượng Tịnh Không đáp: đúng vậy, phải báo thù chứ, sẽ báo thù hết. Phóng viên hỏi: vì vậy nên chúng ta khuyên mọi người thật sự đừng để xảy ra việc phá thai, làm vậy nhất định sẽ bị báo ứng. Nhất định phải nhớ rằng người nữ mà phá thai thì người nam phải chịu tội chung. Hòa thượng Tịnh Không nói: đúng vậy, việc giết người này quá tàn nhẫn, nhất định không được làm chuyện này. Phóng viên hỏi: kế tiếp vấn đề con đưa ra đó là hiện nay việc quảng cáo phá thai thủ công đủ thứ đủ kiểu, cái gì cũng có. Ở đây con có mang theo một số tư liệu, hiện giờ nó đã trở thành một mạng lưới phá thai. Sư phụ xem đây, những thứ này đều được lấy từ trên mạng, có rất nhiều thứ như vậy. Có nhiều quảng cáo nói rằng phá thai thủ công không gây đau, những quảng cáo đại loại như vậy có rất nhiều, đường lớn, ngõ nhỏ, truyền hình, mạng, cột cờ, chỗ nào cũng có quảng cáo như vậy. Riêng vấn đề của con đây, con cũng lãnh hội sâu sắc. Số là có lần con cũng mang thai, con thì không muốn phá thai vì sợ quá đau đớn. Nhưng mà sau khi đọc những quảng cáo này, con chọn cách phá thai thủ công. Bây giờ con uống thuốc sớm trước một ngày, ngày hôm sau con đến bệnh viện để chờ đợi cái cục thịt trong cơ thể đó bài xuất ra ngoài. Nhưng mà sau đó con cảm thấy rất đau, đau đến nỗi con cảm thấy thật sự là không chịu được. Con nằm ở trên giường, đó là cái giường sắt. Con nghĩ tại sao bệnh viện lại để giường sắt? Nằm ở trên chiếc giường sắt đó mà con cảm thấy thật là con muốn bẻ cong nó luôn. Rồi sau đó con đau đến mức lăn từ trên giường xuống đất, rồi từ dưới đất đau bò ngược lên giường. Sau đó con suy nghĩ, mấy người này quả thật là gạt người. Quảng cáo thì nói là thủ công không đau, không có đau gì cả, nhưng mà thực tế thì đau chết đi được. Nhưng mà sau khi con uống xong liều thuốc này, sau đó cục thịt trong người bài xuất ra, thì bác sĩ liền nói với con là không được rồi, cô phải mổ ngay thôi. Vì khi con uống liều thuốc này, thai nhi được sổ ra, nhưng phần bài tiết không có ra hết, có rất nhiều thứ còn sót lại trong tử cung, con liền làm phẫu thuật phá thai. Cho nên con nói những quảng cáo này quả thật vì thương mại, quả thật họ quá mức, họ đã hướng dẫn sai lầm cho rất nhiều cô gái trẻ. Họ đã buộc các cô gái này và nói với họ chỉ mấy phút là xong, mà còn nói giống như là ăn kem lạnh vậy, chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Con cảm thấy bọn họ hoàn toàn đang gạt người, đang chỉ dẫn sai lầm cho nhiều thanh thiếu niên. Cho nên con muốn hỏi sư phụ, những người làm ra quảng cáo này, họ có chịu nhân quả hay không? Hòa thượng Tịnh Không đáp: chịu chứ, đừng nói chi đến việc giết người này, mà thông thường những việc làm có liên quan đến tham sân si đều có tội rất nặng. Huống chi phá thai là giết người, không phải giết người bình thường mà là giết chính con mình. Nhất định không được làm chuyện này, nhất định là không được. Phóng viên hỏi: quả báo chắc nặng lắm phải không thưa sư phụ? Hòa thượng Tịnh Không nói: đúng vậy, quả báo là địa ngục. Nếu nghĩ đến cái khổ của địa ngục thì cô sẽ không dám làm. Cho nên con người ta hiện nay chưa từng được nghe qua những giáo dục này. Trong gia đình không có dạy, trường học cũng vậy luôn, trong xã hội cũng không nghe nhắc đến. Như tôi khi còn nhỏ được rất nhiều người chỉ dạy, cha mẹ dạy, người lớn dạy, bây giờ không còn nghe nữa, không có ai nói đến. Cho nên cái xã hội này loạn mất. Nam Mô A Di Đà Phật.